phòng khám yêu của Truyền Thống Nam, thì Mộc xin trả lời bạn như sau. Đây là một câu hỏi rất là hay. Bệnh đại tràng có cách nào chữa hết không anh? Em đã đi chữa rất nhiều nơi rồi mà không hết. Thế thì phải quay ngược lại nha nhé. Đầu tiên, bạn được sinh ra là một cơ thể khỏe mạnh. Và khi bạn ăn uống vào nó kiện vận vận hóa thì cái phân của bạn đi đại tiện ra ngoài, phân nó rất là đẹp. Và đến một cái tuổi trưởng thành nào đó, bạn ăn uống ngủ nghỉ gọi là hỗn mật độ, ăn uống nó xô bồ, đặc biệt là thức đêm, thức hôm, bia, rượu, tất cả những cái tà bổ xiển có thể nhét được vào bụng là nhét hết. Và đến một ngày nào đó thì cơ thể nó không kiện vận vận hóa được nữa thì đi ngoài phân lỏng lát, hoặc táo bón, hoặc là hội chứng ruột kích thích, kiểu như vậy. Bạn đến thầy thuốc thì thầy thuốc đưa thuốc cho bạn và bảo bạn là phải tập luyện ăn uống, thay đổi chế độ. Đến một ngày nào đó đẹp trời nó cũng khỏi. Và khi bạn khỏi rồi thì thay vì là bạn phải focus một cái công thức là gì, ăn uống điều độ, ngủ nghỉ tập trung, và đặc biệt là giảm những cái chất gì mà ở cái thời điểm trước bạn không may bạn bị ấy, thì bạn đưa vào nữa. Tuy nhiên khi khỏi rồi lại một cái quá trình, lại lập lại một cái quá trình là tao khỏi rồi, an tâm đi, bia rượu tẹt văn bô đi, thoải mái tất cả mọi thứ, đồ cay, đồ sống, đồ chua, đồ chát, rồi thì thức đêm thức hôm bia cứ phang phà và thế này, chuyện lại hết sức bình thường. Cho nên khi với chữa bệnh tiêu hóa này, phòng khám đã chữa rất là nhiều. Tuy nhiên để mà bị tái lại thì cũng tương đối đấy. Còn khi mà bạn mà khỏi không thì khỏi, phòng khám điều trị khẳng định là điều trị với những cái chứng bệnh viêm đại tràng hoặc đi ngoài phân lỏng lát là ok, khỏi. Tuy nhiên nếu mà bảo là đảm bảo 100% vĩnh viễn không bị lại là thằng đấy thằng mất dạy, phúc phép. Bất kể lương y bác sĩ nào bảo bạn là khi khỏi là không bao giờ bị tái phát, thằng đấy thằng mất dạy. Còn khi bạn khỏi mà bạn biết thay đổi mà theo lời chỉ dẫn của lương y thì cái việc tái phát lại nó rất ít. Và phòng khám thì có thuốc đó. Và cái quan trọng, cái thông điệp của phòng khám đưa ra với bạn là gì ạ? Khi bạn không may bạn mắc phải thì bạn điều trị sớm. Và khi điều trị khỏi rồi thì cần thay đổi chế độ ăn uống, làm thế nào để cho nó khỏe mạnh lại và nó không tái phát. Xin chào.